Xin chào các bạn và các em đã đến với chương trình Lamborghini TV. Và hôm nay chúng ta sẽ nói tới một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ là dễ nhưng mà thật ra rất là khó. Đó là nói lời xin lỗi. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng sẽ có lần chúng ta làm lỗi. Chúng ta làm sai một điều gì đó vì một cái hành động, hành vi hay là lời nói. Chúng ta làm tổn thương người khác, chúng ta gây thiệt hại. Và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình có lỗi. Nhưng mà có những lúc mình có lỗi nhưng mình không biết nói lời xin lỗi như thế nào, hoặc là nói nhưng mà nói như thế nào để hiệu quả, hay là nói xong lại càng gây tổn thương thêm, gây thêm nhiều những cái mâu thuẫn. Hay có những lúc chúng ta biết trong lòng là mình biết là mình nên xin lỗi nhưng không biết diễn tả như thế nào, và chúng ta vờ luôn và chúng ta làm im luôn. Thì chuyện gì đúng, chuyện gì sai, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một vài cái cách và kỹ thuật để chúng ta biết cách chúng ta xin lỗi một cách có hiệu quả, không những chúng ta hàn gắn những cái sự sức mẻ mà còn xây dựng lại cái uy tín, cái lòng tin cho người khác. Và tại sao chúng ta phải xin lỗi? Bởi vì các bạn biết rằng nếu mà chúng ta không xin lỗi, mình biết là mình sai mà mình không nói lời xin lỗi, nó sẽ vướng trong cái đầu của mình và nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó xử, rất là khó chịu, và mình khó nhìn mặt người đó. Và nó cứ vương vấn ở trong đây, nó không được đi ra ngoài, nó không được thoát ra. Thật ra đối với bản thân mình cũng rất là khó chịu, và đối với người khác thì lại càng gây thêm những cái tổn thương hay là những cái hiểu lầm, có thể là tấy mũ, có thể là càng tệ hại hơn nữa. Cho nên việc xin lỗi khi mà mình biết mình có lỗi vô cùng quan trọng. Tuy nhiên đa số chúng ta thì cảm thấy rằng là rất là khó làm điều đó, là bởi vì sao? Mình nghĩ rằng là ô, mình làm điều đó mình sẽ mất cái uy tín của mình. Mình không có can đảm đối diện với điều đó và nói lên điều đó, và thiếu cái cách, cái kỹ năng là sẽ phải nói như thế nào. Cho nên là chúng ta đã bị giống như là bị stuck lại, bị vướng mắc ngay chỗ đó và không biết giải tỏa như thế nào. Cái lòng can đảm của mình đặt đúng chỗ như thế nào, và có những lúc mình phải thể hiện cái điều không hoàn chỉnh của mình, cái sự không hoàn hảo của mình. Không sao hết các bạn. Chính những cái lúc mà bạn biết thể hiện cái sự không hoàn hảo, bạn biết hàn gắn, bạn muốn chia sẻ cái điều mình chưa hoàn hảo, lại là cái lúc mà nếu mà làm thích hợp và hợp lý thì bạn lại, đây là một cái cơ hội cho chúng ta hàn gắn, xây dựng uy tín và xây dựng lòng tin lại càng tốt hơn nữa. Hẹn như tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện rất là nổi tiếng của ông Howard Schultz, là ông founder, là người sáng lập ra Starbucks, chắc là chúng ta đều biết. Và cái câu chuyện của ông ta đã trở thành một cái case study, một cái trường hợp sau này cho các lãnh đạo trên thế giới phải học hỏi. Ông ta là một người rất thành công trong cuộc sống. Sau khi sáng lập Starbucks, và Starbucks đã lên một cái đỉnh cao rất là thành công ở Mỹ và cũng như một số nơi trên thế giới, thì ông ta về hưu. Khi ông ta về hưu thì có người khác lên thay thế ông ta làm CEO. Nhưng mà cái chiến lược, cái suy nghĩ, cái tầm nhìn của ông ta nó đã khác đi. Cái chiến lược mới nó là đại trà, nó không còn mang đến những cái gọi là một cái sự chăm chút đến khách hàng, một cái tư duy rất là châu Âu, một cái gì đó rất là khác biệt giữa Starbucks đối với những cái cà phê khác, có thể là rẻ tiền và tiết kiệm hơn, chẳng hạn như những cái cà phê của Dunkin Donuts hay là McDonald's hay là những cái fast food chain khác mà chỉ có 90 cent hay là $1 một ly mà thôi, trong khi của Starbucks ít nhất cũng phải là từ $4 trở lên. Và hậu quả là Starbucks đã mất đi cái uy tín, cái lòng tin của mọi người, người tiêu dùng rất là nhiều. Và lúc đó thì trên thị trường chứng khoán, cái giá trị của Starbucks cũng tuột theo cái lòng tin của người tiêu dùng đối với Starbucks. Và lúc này thì ông Howard đã là về hưu rồi, ông ở nhà rồi, nhưng mà ông biết tình hình đó. Và ông có cái tình yêu ngoài tiền, ngoài những cái sự thành công, thì cái tầm nhìn và cái tình yêu của ông đối với Starbucks nó vô hạn. Nó là đứa con của ông mà. Cho nên ông đã đồng ý là quay lại Starbucks. Và một trong những cái việc đầu tiên ông làm đó là, các bạn biết gì không? Ông ta cho đóng cửa toàn bộ tất cả các cái mạng lưới bán lẻ và cả văn phòng trên thế giới này của Starbucks 3 ngày. Và những lãnh đạo cao cấp của Starbucks phải họp lại ở một cái nơi. Và cái việc đầu tiên là ông ta đứng lên và ông ta nói lời xin lỗi. Ông ta xin lỗi cổ đông, ông ta xin lỗi những người stakeholders, ông ta xin lỗi khách hàng, và ông ta xin lỗi những người nhân viên của Starbucks rằng ông đã không còn ngó ngàng tới Starbucks và để cho đến ngày hôm nay
là sự tình nó như thế này. Ông nói lên những cái ông không đổi thừa ai, ông không đổi thừa cái ban quản trị mới, cái ban lãnh đạo mới, nhưng ông nhận lỗi về mình là ông đã thiếu trách nhiệm điều gì và dẫn đến những cái hậu quả gì của Starbucks, và ông cam kết, ông hứa sửa chữa và quay lại và xây dựng lại cái lòng tin của Starbucks đối với người tiêu dùng. Câu chuyện này đã trở thành một câu chuyện rất là nổi tiếng cho những người lãnh đạo trên thế giới này cùng học hỏi. Đó là có những lúc bạn chia sẻ cái lời xin lỗi, bạn chia sẻ như thế nào nó càng mãnh liệt, nó gây lòng tin càng nhiều hơn nữa cho mọi người chung quanh. Vậy thì làm điều đó như thế nào? Tôi xin chia sẻ với các bạn 4 bước để chúng ta bắt đầu thực hiện. Khi bạn biết mà bạn làm một lỗi gì đó và bạn biết chắc chắn là mình nên nói lời xin lỗi, đầu tiên là bạn sẽ gặp người đó và thổ lộ cái sự hối hận của mình. Tôi rất xin lỗi anh, tôi vô cùng xin lỗi là tôi đi trễ, tôi vô tình, tôi vô cùng xin lỗi là sáng nay tôi đã nóng giận và tôi đã nói cái lời không hay đó trước buổi họp. Tôi vô cùng xin lỗi, tôi rất là tiếc, tôi cảm thấy vô cùng ân hận. Những câu đó các bạn có thể nói để biểu lộ cái sự ân hận, cái sự hối tiếc của mình. Đó là bước thứ nhất. Thứ nhì là bạn sẽ chấp nhận cái trách nhiệm của mình vì cái tổn thương hay là cái sự mất mát hay hao hụt nào đó, hay cái gì đó bạn đã làm, cái thất thoát, một cái điều gì đó đã xảy ra, bạn phải nhận trách nhiệm về mình. Thí dụ như tụi mình có thể nói rằng là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, tôi xin lỗi bởi vì điều tôi làm đã gây lên những hậu quả gì. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đa phần chúng ta lúc này là chúng ta chỉ tìm cớ để đổ lỗi cho người khác hay giải thích vòng vo. Bạn nên nhớ, bạn không cần giải thích và không cần đổ lỗi gì cả. Hãy nhận về lỗi cho chính mình. Đó là một hành động thể hiện cái sự liêm chính, thể hiện cái chuẩn mực đạo đức và cái lòng can đảm của mình. Người ta sẽ rất là nể trọng mình và người ta, bạn sẽ càng tạo lòng tin hơn nữa nếu bạn làm đúng với một cái chân tình. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thất này. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái việc đã làm cho anh tổn thương như vậy. Và bạn phải nhận cái điều đó, không đổ lỗi và không tìm cớ giải thích lòng vòng lôi thôi gì cả. Và cái bước thứ ba là bạn sẽ đưa ra một cái điều bạn có thể đền bù, một cái điều gì đó với cái tâm của mình. Ví dụ mình nói chẳng hạn như là tôi đã làm như vậy, bây giờ tôi có thể làm gì để cho anh đỡ buồn, bây giờ cái nỗ lực của tôi có thể làm gì để đền bù lại cho cái tổn thất này trong cái khả năng của tôi. Bạn phải chia sẻ ngoài cái trách nhiệm thì cái trách nhiệm đền bù, cái trách nhiệm gì để người ta cảm thấy mình có chân thành thật sự. Tôi làm gì đây để cho anh đỡ buồn, tôi làm gì đây để cho mọi người cảm thấy rằng là tôi có thể giúp đỡ lại, tôi có thể cứu vớt được tình hình. Trong cái khả năng của tôi, mọi người hãy nói cho tôi biết, anh hãy nói cho tôi biết. Điều này cũng rất là quan trọng. Và cái bước cuối cùng là bạn có thể nói một cái lời cam kết, một cái lời hứa là bạn sẽ nỗ lực, bạn sẽ cố gắng để điều này không bao giờ xảy ra nữa. Với cái lòng chân tình của mình, tôi vô cùng xin lỗi và tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ nói những điều này để làm tổn thương anh nữa. Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm những cái hành vi đó để gây cái mất mát này cho tổ chức nữa. Và tôi có thể đền bù gì, tôi có thể làm được gì bù lại cho những cái tổn mất, những tổn thất này. Thì bốn bước đó các bạn nhớ. Thứ nhất là chúng ta thổ lộ cái sự ân hận của mình. Cái thứ nhì là bạn sẽ hoàn toàn nhận cái trách nhiệm lỗi về mình. Cái thứ ba là bạn đưa ra, bạn có thể đền bù, bạn có thể làm gì để làm cho người ta đỡ giận, người ta đỡ buồn, đỡ những cái thất thoát đó. Và cuối cùng là lời hứa, sự cam kết là bạn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Bốn bước các bạn thấy cực kỳ quan trọng. Tôi muốn chia sẻ cái chuyện mới đây của tôi về cá nhân mình đã làm một cái lỗi sai. Đó là tôi qua rất nhiều cuộc email, hơn nửa tháng trời, vừa điện thoại vừa email, thì cuối cùng tôi đã làm được một cuộc hẹn với một đối tác của một tập đoàn đa quốc gia rất lớn và là một khách hàng tiềm năng của mình. Và anh ấy đã hẹn với tôi với cuộc hẹn là vào, và anh ta đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, là thay vì là hẹn trong giờ làm việc, nhưng mà tôi quá bận rộn, tôi không còn cái thời gian nào trong giờ làm việc, tôi đã xin anh ta là hãy làm việc thêm, là hẹn tôi lúc 7 giờ tối sau giờ làm việc, sau khi anh ta làm việc xong thì hãy ở lại văn phòng hoặc là xuống cái quán cà phê
ở dưới văn phòng trong tòa nhà đó để chờ tôi để có một cuộc họp. Và anh ta lại rất là dễ thương, là lại tiếp tục giúp đỡ tôi là ok, vậy chị Lan muốn như vậy thôi, tôi cũng cố gắng là sẽ gặp chị lúc 7 giờ tối. Và tôi hẹn anh ta vào tối thứ ba. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Khi mà tôi hẹn với anh ta như vậy, không biết làm sao tôi đã làm cái lỗi lầm gì. Tối thứ ba tôi lại có một chuyện khác. Và tôi trong lịch của tôi thì tôi lại ghi lại là tôi gặp anh ta vào 7 giờ tối của tối thứ tư. Và các bạn biết rằng khi mà tôi đi cái việc của tôi vào tối thứ ba, khi tôi về tới phòng khách sạn thì tôi check cái phone của mình, thì trong email thì anh đã viết rằng: chị Lan ơi, chị đang ở đâu vậy? Em đang chờ chị đây, bây giờ đã là 7:45 rồi. 7:45 tối. Và tôi nhìn lại email thì tôi thật sự với các bạn là tôi tóa hỏa tan tinh. Và tôi nhìn lại lịch là tôi đã đánh sai. Và tôi nhìn lại cái luồng email là đúng là tôi xác nhận với anh ta là hẹn thứ ba. Nhưng mà không hiểu sao tôi ghi vào lịch của tôi, tại là lịch tôi ghi là thứ tư. Có lẽ là giờ giấc tôi gọi là giờ của Mỹ, Việt Nam, châu Á khác nhau, cho nên tôi đã bị bấn loạn và lộn sau đó và ghi trong lịch sai. Bởi vì ở múi giờ nước này ở nước kia thì nó cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy vô cùng là sai khủng khiếp luôn. Và ngay tức khắc là tôi đã ghi một cái email cho anh, bởi vì tôi biết là khi tôi về khách sạn là 10 giờ tối rồi, tôi không thể nào gọi cho anh, có thể anh đang ngủ rồi, cho nên tôi không thể nào gọi. Và tôi đã ghi cho anh ta một cái email khẩn cấp. Đầu tiên là tôi chỉ nói rằng là: chị vô cùng xin lỗi em, là chị đã thất hẹn với em, không hiểu sao chị lại ghi xuống là chị hẹn em vào tối thứ tư. Chị đã quá sai và vô cùng xin lỗi là để em làm việc trễ, là lại còn chờ chị thêm gần một tiếng đồng hồ nữa. Ở đây là lỗi của chị. Thì không biết là chị có làm gì để có thể là đền bù lại cái lỗi này. Mong em tha thứ cái việc và rất là sơ suất này của chị. Rồi ngày mai chị sẽ gọi lại cho em, mình nói chuyện tiếp. Thì cái email đầu tiên thì như vậy. Và sáng sớm khi tôi thức dậy là tôi canh đúng 7:15 là tôi gọi điện thoại cho bạn đó ngay. Và việc đầu tiên là tôi thể là cái sự xin lỗi của mình rất là chân thành, và tôi nói rằng đây là trách nhiệm của tôi. Thật ra bạn đã cố gắng hết sức là giúp tôi là gặp ngoài giờ rồi, chờ đợi bây giờ lại còn trễ hẹn. Tôi đã quá sai. Và tôi thật ra là ngày hôm sau nữa là tôi cũng đi về nước, tôi không còn cái dịp nào nữa, và tôi cũng không hy vọng gì cả. Và tôi chỉ ân chân thành là tôi chỉ xin lỗi vậy thôi, để cho bạn hiểu là tôi không phải con người mà thất hẹn như vậy. Nhưng mà anh bạn này lại là một người vô cùng tuyệt vời. Anh lại nói: không sao đâu chị, em biết rồi, có lẽ là chị bị trật múi giờ gì đó, em để ráng thu xếp, để em sắp xếp lại của em thì em sẽ gặp tiếp của chị là tối ngày mai là thứ tư, tối nay là tối thứ tư, là đúng như là chị ghi trong lịch của chị. Và thôi để chị không có mệt rồi chạy lung tung, em đi làm về em ghé ngang ở khách sạn của chị luôn, để chị khỏi phải đi lên ngược chỗ em. Và bạn, nhà của bạn thì ở tuốt ở dưới Bình Dương mà bạn lại như vậy. Thật ra là tôi vô cùng xúc động với cái tinh thần, cái thái độ làm việc của một người khách hàng tiềm năng của mình như vậy. Tôi thật sự trân trọng những cái tình cảm đó. Và đó là một cái câu chuyện nhỏ thôi các bạn, nhưng mà khi mà chúng ta làm đúng với chân thành thật sự thì không những người ta thông cảm với mình, và thật ra đó là cái lúc mà thể hiện những cái lúc mà điểm yếu của con người mình, và người ta biết mình chân thành như thế nào. Cho nên rằng là chúng ta khi mà biết mình có lỗi thì hãy nhận cái lỗi của mình, hãy làm đúng và hãy xin lỗi với chân tình. Và với những cái bốn bước đó thì đàm cam đoan với các bạn mọi chuyện sẽ tốt hơn, mọi chuyện rồi nó cũng sẽ được hàn gắn, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình LambQ TV, và đừng quên chia sẻ video này để giá trị lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu, và bạn sẽ trở thành.